Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Có 800 dịch vụ trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh. Hiệu quả mô hình nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất Việt Nam tại thôn Bùi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ninh Bình làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu du lịch sinh thái Tràng An. Thưa quý vị và các bạn, cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh được tích hợp hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn tỉnh, được khai trương và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017. Đến nay, tổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 dùng chung trong toàn tỉnh đạt hơn 800 dịch vụ, giúp người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính ở mọi nơi, mọi lúc trên môi trường Internet. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Bắc Ninh có khả năng phân quyền linh động cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chủ động chỉnh sửa bộ thủ tục hành chính và cấu hình quy trình thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi mình quản lý. Đồng thời, tích hợp với hệ thống nhắn tin qua Zalo để người dân doanh nghiệp tra cứu trạng thái hồ sơ và tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính năng này còn giúp người dân doanh nghiệp phản ánh kiến nghị với các cơ quan công quyền trực tiếp qua Zalo. Cổng cũng kết nối với phần mềm VNBoss của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để cập nhật trạng thái hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Liên thông đến các phần mềm của các bộ ngành trung ương, từ năm 2016 đến nay, Bắc Ninh có tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 hơn 800 dịch vụ. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính. Năm 2018, tổng số hồ sơ được giải quyết trực tuyến là 22.667 hồ sơ, qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh. Dựa trên điều kiện của từng địa phương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã triển khai và duy trì mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, qua đó phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu. Ông Trịnh Văn Nhung có hơn 20 năm được nhân dân thôn Trịnh Xá sẽ chỉ đạo tin tưởng bầu là trưởng thôn và bí thư chi bộ. Khác với trước đây, chỉ đảm nhiệm từng vị trí riêng lẻ thì nay ông Nhung kiêm nhiệm cả hai, vừa là người tiếp thu chủ trương của cấp trên, vừa là người trực tiếp tổ chức thực hiện công việc nên nhanh hơn, thuận lợi hơn. Vào tháng 10 năm 2018 thì tôi được quyết định ủy ban nhân dân xã là giao cho là trưởng thôn. Từ ngày đó tôi điều hành công việc cách thuận lợi. Thứ nhất là đảng triển khai nghị quyết xong thì chính quyền thực hiện luôn. Sau đó tôi triển khai tới tất cả các ông bà trưởng ngành đoàn thể và trực tiếp chỉ đạo đôn đốc thì hiệu quả hiệu lực rất là cao. Nhưng còn một số cái khó khăn vất vả nữa là một kiêm nhiệm thì nó nặng nề hơn, nhưng tôi phải cố gắng và tôi chỉ kiến nghị với các lãnh đạo cấp là tạo điều kiện cho tôi được đi học hỏi tập huấn nhiều hơn để nâng cao kiến thức trình độ lãnh đạo công tác đảng và công tác như ở địa phương nó gọi là chính quyền. Năm 2018, huyện Văn Lâm triển khai thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn tại hai xã Chỉ Đạo và Lương Tài. Đến nay, 5 trên 5 thôn của xã Chỉ Đạo và 9 trên 13 thôn của xã Lương Tài đã hoàn thành việc bầu trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì là cơ bản là về quan điểm nhận thức của các đồng chí cán bộ đảng viên thì đồng tình ủng hộ. Thế tuy nhiên cũng có một số cái tư tưởng và một số các đồng chí là cán bộ đảng tức là đương thời bí thư này cũng rất lo lắng. Bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn thì hai cái việc là khó có thể hoàn thành. Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của chủ trương này đang từng bước được khẳng định. Ngoài việc giảm số lượng chức danh, hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn đã được chi bộ, chỉ đạo kịp thời, xác định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng đùn đẩy. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư. Cái chủ trương ở từ cấp trên, nhưng mà về đến cơ sở, quá trình thực hiện nó có những cái nó khó khăn vướng mắc, nhưng sẽ được kiến nghị, sẽ có những điều chỉnh về luật làm sao cho nó phù hợp, thuận lợi cho cấp dưới tổ chức thực hiện. Đến bây giờ thì cái nhiệm kỳ bầu trưởng thôn và bầu bí thư chi bộ cái thời gian nó khác nhau. Và ban thường vụ cũng bàn bạc và cũng tính toán đến việc sẽ căn cứ vào cái điều lệ đảng, căn cứ vào luật, sau cái điều chỉnh co giãn làm sao cái thời gian mà bầu bí thư chi bộ và bầu trưởng thôn nó vào cùng một thời điểm. Từ thực tế tại xã Chỉ Đạo và Lương Tài, thời gian tới huyện Văn Lâm sẽ tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn tại các địa phương còn lại. Các cấp ủy huyện Văn Lâm cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.
xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, vụ chiêm xuân năm nay, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương quy hoạch 47 vùng sản xuất lúa tập trung và phấn đấu có khoảng 200 hectare được cấy bằng máy. Tranh thủ thời tiết thuận lợi và để đảm bảo tiến độ gieo cấy kịp khung thời vụ, nông dân các địa phương của huyện Ninh Giang huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ làm đất, lấy nước độ ải và gieo cấy. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 4.200 hectare, đạt hơn 65% diện tích. Một số xã có tiến độ gieo cấy nhanh đạt gần 90% diện tích như Hồng Phúc, Quyết Thắng, Ứng Hòe, Ninh Hòa và Văn Hội. Nét mới trong sản xuất vụ chiêm xuân năm nay là huyện Ninh Giang tăng cường đưa cơ giới vào sản xuất để giảm chi phí thuê lao động và đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất. Toàn huyện xây dựng được 47 vùng sản xuất lúa tập trung theo hướng một vùng một giống một thời gian. Các vùng sản xuất lúa tập trung theo quy mô của tỉnh từ 30 ha trở lên. Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, huyện hỗ trợ thêm 50.000 đồng cho một sào để thuê máy cấy. Riêng vùng sản xuất lúa tập trung 80 ha thuộc xã Hồng Đức được thực hiện theo đề tài khoa học của Sở Khoa Công nghệ, 100% diện tích được cấy bằng máy. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã tập trung gieo mạ dày túc, mạ nền cứng, mạ khay cấy máy. Theo kế hoạch, vụ xuân này có tổng diện tích gieo cấy là 2.852 ha, trong đó có khoảng 50% diện tích gieo thẳng, 50% diện tích cấy, các giống lúa chủ yếu là Bắc Thơm, Khang Dân, Thiên Ưu, TP225, Nhị Ưu 828. Để giành thắng lợi cả về diện tích lẫn năng suất và sản lượng, lãnh đạo thành phố Phủ Lý yêu cầu các đơn vị có sản xuất nông nghiệp chấp hành gieo cấy nghiêm túc lịch gieo cấy theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, căn cứ đặc điểm của từng vùng để bố trí cơ cấu giống hợp lý, thực hiện tốt công tác dự tính dự báo sâu bệnh, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ điều tiết hợp lý để mạ sinh trưởng và phát triển, đảm bảo đến hết tháng 2 năm 2019 sẽ cấy hết lúa xuân. Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, vụ lúa xuân 2019, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư trên 200 triệu đồng hỗ trợ nông dân xuống đồng gieo cấy. Trong đó, ngay từ đầu tháng 1, huyện đã đầu tư 140 triệu đồng để mua vật tư phân bón, đồng thời trích kinh phí triển khai tập huấn kỹ thuật, thẩm định giống, xây dựng mô hình cánh đồng bộ lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ 50% kinh phí cho nông dân mua trên 4 tấn giống lúa Sơn Lâm 1 và gần 3 tạ giống nếp thơm Hương Yên với kinh phí 150 triệu đồng, còn lại do nông dân đối ứng. Năm nay, huyện Tiên Lữ có kế hoạch gieo cấy 3.800 ha lúa chiêm xuân, trong đó 80% diện tích là các giống lúa chất lượng cao. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 2.500 ha và phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 25 tháng 2. Năm 2018, nông nghiệp Thái Bình phát triển bền vững và thể hiện tầm quy mô. Những người nông dân sát cánh bên doanh nghiệp nhưng không phải là cái cày cái cuốc mà bằng máy móc và tư duy bài bản, khoa học để tạo ra sản phẩm nông nghiệp mang lại niềm tự hào cho người Thái Bình trên thị trường quốc tế. Năm 2018, thủy sản Thái Bình tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng đạt 7,01% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm và thu nhập của ngư dân chính là thước đo cho mục tiêu này. Thái Bình đã phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Những chính sách linh hoạt của tỉnh triển khai kịp thời đã giúp người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, ưu tiên đưa công nghệ cao vào sản xuất và đa dạng hóa các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Một vụ thu trong vòng 8 tháng thì mỗi ao thu được từ 10 đến 15 tấn. Trừ chi phí đi rồi thì còn lại được mỗi ao lãi được khoảng độ 100 đến 150 triệu. Cũng trong năm qua, bằng những nỗ lực tập trung cho phát triển một cách bền vững, Thái Bình cũng đã mở rộng được diện tích nuôi tôm công nghệ cao với khoảng 130 hectare tại ba huyện Tiền Hải, Thái Thụy và Kiến Sương. Từ những phương thức nuôi này đã giúp mang lại thu nhập hàng tỷ đồng một hectare một năm. Nuôi công nghệ cao thì có thể nâng lên được 4-5 vụ một năm, mà đặc biệt là cái năng suất nó nâng cao lên nhiều, năng suất nâng lên khoảng 2-3 lần so với trước. Nhưng có lẽ sẽ là thiếu nếu không thể kể đến điểm sáng của xuất khẩu thủy sản trong năm 2018. Đó là hàng ngàn tấn ngao sạch của bà con nông dân xuất sang được các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Với bước tiến này đã mở ra cơ hội để sản phẩm ngao Thái Bình có thể trở thành sản phẩm chủ lực xuất khẩu lớn, mang lại thu nhập cao cho người dân vùng biển.
Thưa quý vị và các bạn, từ niềm đam mê hoa địa lan Hoàng Vũ, sau hơn 10 năm chăm sóc ươm trồng, ông Trần Phi Công và ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Bùi Tây, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã gây dựng thành công vườn địa lan, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là vườn địa lan Hoàng Vũ tư nhân lớn nhất của cả nước. Nhận thấy nhu cầu chơi địa lan là rất lớn, tuy nhiên cả nước chưa có vườn quy mô lớn với các giống lan quý hiếm. Năm 2007, ông Trần Phi Công và ông Nguyễn Văn Thành ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc đã đầu tư cây giống, nhà xưởng và bắt tay vào gây dựng vườn lan. Sau hơn 10 năm tìm tòi, kỳ công chăm sóc, thuần dưỡng và nhân giống, đến nay vườn địa lan Hoàng Vũ thành công có diện tích trên 5.000 m2, trong đó có hai khu vực trồng địa lan rộng 1.100 m2 với khoảng 2.300 chậu. Khi bước chân vào làm cái vườn lan Hoàng Vũ thì thực ra mà nói thì đối với bản thân chúng tôi là những người nông dân thì có rất nhiều khó khăn. Cái đầu tiên là khó khăn về cái nguồn vốn. Thế thì nếu như không có vốn để đầu tư một cách nó nhỏ giọt, nó không bài bản thì nó không đảm bảo được cái yếu tố khoa học kỹ thuật. Và nếu như mà đầu tư bài bản thì cái khả năng tài chính của gia đình để đáp ứng là rất khó khăn. Mà thứ hai nữa là về mặt khoa học kỹ thuật thì đến bây giờ nghiên cứu về cái địa lan là nó chưa có cái gì nghiên cứu về địa lan, cho nên là nông dân chúng tôi thì làm theo cái kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì dẫu sao chăng nữa nó không phải là bản chất của khoa học. Địa lan, đặc biệt là lan Hoàng Vũ rất được ưa chuộng vào những dịp lễ Tết. Có được một chậu địa lan nở vàng rực trưng cho ngày Tết là mong ước của những người chơi. So với những loài cây cảnh khác, giá một chậu địa lan Hoàng Vũ khá cao, khoảng từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng. Với mong muốn được quảng bá rộng rãi tới mọi người về thú chơi lan, ông Công sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng địa lan để những người yêu lan có thể phát triển loài hoa quý này. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình. Nhằm tôn vinh tài năng sáng tạo, công lao giữ gìn, thực hành và truyền dạy dân ca quan họ Bắc Ninh đối với các nghệ nhân tiêu biểu, qua đó tiếp tục khích lệ, động viên các thế hệ nghệ nhân tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong việc bảo tồn, lưu truyền và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh. Từ năm 2010 đến năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân ca quan họ Bắc Ninh cho 71 liền anh, liền chị, quan họ tiêu biểu. Theo quy định này, người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Bắc Ninh được cấp bằng công nhận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng một lần bằng 7 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Trong đó, trường hợp người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh thuộc loại hình di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh thì được hưởng thêm chế độ đãi ngộ gồm: được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng bằng một lần mức lương cơ sở, được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức phí tham gia bảo hiểm y tế hàng năm. Khi chết, được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức viên chức nhà nước. Cùng với các chính sách chế độ do Ủy ban Nhân dân tỉnh đãi ngộ cho các nghệ nhân, một số các tổ chức cá nhân cũng có những hình thức tôn vinh, động viên các nghệ nhân như Quỹ Phạm Văn Trà năm 2012 đã tặng cho mỗi nghệ nhân 5 triệu đồng, năm 2016 tặng cho mỗi nghệ nhân ưu tú 10 triệu đồng, năm 2018 tặng cho mỗi nghệ nhân 5 triệu đồng. Bước vào mùa lễ hội, lượng du khách đến tham quan tại khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình cao hơn hẳn so với mọi năm. Do vậy, Ban Quản lý khu du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời có giải pháp tích cực nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ban Quản lý khu du lịch cũng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của du khách, xây dựng quy định vứt rác thải, bổ sung thêm các thùng rác công cộng, đặt các vị trí thuận tiện tại các tuyến điểm du lịch. Các nhân viên chở đò cũng được tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ giao tiếp, thường xuyên thu dọn vệ sinh trên thuyền và nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường. Du khách thì người ta vẫn cứ mang đồ ăn, thức uống xuống đò. Vậy nhưng mà khi mà xuống đò xong ấy thì là lái đò vẫn nhắc nhở khách, bảo là ăn uống thì mình phải bỏ vào một cái túi ni lông cho nó gọn gàng, để khi mà mình xong một cái tour du lịch đó thì mình sẽ mang lên trên bờ để vứt rác vào nơi quy định. Đầy đủ thông tin tuyên truyền, cho nên là ý thức của người du lịch thì cũng rất là cao, cho nên là không có tình trạng vứt rác nữa. Theo thống kê từ Ban Quản lý, dịp trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trung bình mỗi ngày Tràng An đón trên 25.000 lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan. Do công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Khác với những nơi khác, mình đi cũng nhiều nơi, ở đây nước rất chi là trong xanh, sạch sẽ, môi trường rất chi là sạch sẽ, rất thích nơi này. Với giải pháp hợp lý trong việc tuyên truyền, vận động du khách và người làm du lịch cùng chung tay bảo vệ môi trường, đã tiếp tục tạo dựng hình ảnh khu du lịch sinh thái Tràng An là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới. Là tỉnh có nhiều đình, đền, chùa, di tích, lễ hội gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, truyền thống văn hóa của địa phương, dịp đầu xuân mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam diễn ra nhiều lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự. Để đảm bảo an toàn cho du khách, công tác đảm bảo an ninh trật tự được chính quyền và lực lượng công an đặc biệt quan tâm. Ghi nhận từ các lễ hội đã diễn ra trên địa bàn tỉnh từ đầu xuân đến nay, do triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, tình hình an ninh trật tự tại các lễ hội cơ bản được giữ vững. Các hiện tượng chen lấn, xô đẩy, trộm cắp, móc túi, ăn xin, bói toán, cờ bạc trá hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, do mùa lễ hội thường kết thúc vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch, nên các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, đền, chùa trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục đón du khách về dự lễ, chiêm bái. Đảm bảo tốt về an ninh trật tự an toàn giao thông sẽ góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất Hà Nam, địa linh nhân kiệt, đến với bạn bè trong nước và nước ngoài, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách về tỉnh Hà Nam thân thiện, giàu lòng mến khách. Huyện Thanh Hà là địa phương đầu tiên của tỉnh Hải Dương phát động Tết trồng cây mùa xuân Kỷ Hợi 2019. Trong những năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, huyện Thanh Hà đều tổ chức phát động Tết trồng cây với sự tham gia hưởng ứng của toàn thể cán bộ và nhân dân. Phát huy thế mạnh về trồng cây ăn quả, mỗi năm Thanh Hà trồng mới hàng trăm ngàn cây các loại, trong đó có hàng ngàn cây ăn quả ở các khu vực chuyển đổi, mang lại hiệu quả kinh tế mỗi hecta hàng trăm triệu đồng một năm. Năm 2019 này, toàn huyện có kế hoạch trồng mới 210.000 cây các loại, trong đó 30.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh được trồng ở các trụ sở, trường học, khu công cộng. 180.000 cây ăn quả như quất, quýt, ổi, đu đủ, táo được trồng ở các hộ gia đình và khu vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên sân vận động xã Thanh Hải. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã tuyển chọn 167 công dân đủ các điều kiện lên đường nhập ngũ theo đúng quân số tỉnh giao. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp huyện làm tốt công tác này. 10 năm nay, xã Minh Đức luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Để làm tốt công tác tuyển quân đợt này, xã đã tiến hành đồng bộ các bước từ khâu tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục tư tưởng, trách nhiệm công dân đối với đất nước đến công tác rà soát, sơ khám tuyển và tuyển gọi. Nhờ vậy, toàn xã đã có 8 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Phát huy cái truyền thống của quê hương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã làm các cái bước rà soát, tuyển chọn, quản lý tốt công dân trúng tuyển. Thế và thường xuyên tổ chức các cái buổi giao lưu tặng quà để động viên kích lệ tinh thần anh em. Thế nhìn chung là tất cả các nam công dân rất là phấn khởi để bước vào cái ngày hội giao quân. Để đảm bảo số quân luôn đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của huyện Mỹ Hào đã đề ra các phương án dự phòng, qua đó việc nắm bắt tình hình di biến động về số quân luôn được cập nhật và đảm bảo cả số quân dự phòng. Xác định cái công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự quốc phòng địa phương. Cho nên là ngay từ khi bước vào mùa tuyển quân thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện là chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở, nhất là các xã thị trấn là làm tốt các khâu, các bước trong quy trình của công tác tuyển quân. Đối với các xã thị trấn là thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của các công dân trúng tuyển và cho đến giờ phút này thì đã đảm bảo được đầy đủ các cái chỉ tiêu mà Ủy ban dân tỉnh đã giao. Nhờ làm tốt các khâu, đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng, gặp gỡ động viên, nền tâm tư tình cảm, các tân binh đều phấn khởi và nhận rõ trách nhiệm nghĩa vụ công dân trong công tác bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất vui khi được trở thành chiến sĩ đứng trong hàng ngũ của quân đội Việt Nam và cảm thấy rất vinh hạnh vì điều đó. Qua thống kê cho thấy đợt tuyển quân lần này, huyện Mỹ Hào đạt chất lượng khá.
Trong đó, tân binh có trình độ đại học cao đẳng đạt gần 30%, hầu hết các tân binh đều đạt sức khỏe loại tốt. Đảm bảo bàn giao đủ 167 tân binh cho các quân binh chủng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.